này sẽ bao lâu đi tìm anh nha. Năm sau em sẽ dìu anh đi. Cách xa em sẽ tìm tới anh. Vì bởi thế gian này rộng lớn, trái đất xoay tròn. Nên anh ơi cứ yên tâm, đời ta sẽ không lạc nhau. Ngay lúc này thì ta đã xa một đứa một nơi rồi. Nhưng anh ơi lời hứa của em chẳng chót lưỡi bờ môi đâu. Anh hãy ở yên nơi đó, em sẽ xách ba lô đi tìm anh. Em biết anh đang cảm thấy rất lạnh ở nơi ấy, nhưng không sao tình yêu em vẫn mãi tồn tại ở nơi đây. Anh là một bài ca tuyệt nhất nào giờ em từng viết. Em sẽ mang yêu thương tìm anh, cho dẫu mai sau cuộc đời có chia lìa đôi ta. À xong rồi em sợ bên 999. Ghép tên ai giờ? Ghép tên ai giờ? Ghép tên nó sai quá không? Chúc em hát bài dành riêng. Ok, rồi viết bài dành riêng rồi, ok. Đi gần nở á anh, hợp lắm.